Đây mới chính là con người thật của Harry Won. Đào Ngọc Anh, trưởng fan lớp Harry Won Hà Nội chia sẻ, những hành động quá tình cảm của nữ ca sĩ gốc Hàn chẳng qua chỉ vì quá yêu Trấn Thành. 3 năm trở thành fan ruột của Harry Won cũng là 3 năm Đào Ngọc Anh gắn bó thân thiết với nữ ca sĩ gốc Hàn. Là trưởng fan lớp Harry Won tại Hà Nội, nhưng Ngọc Anh không khác gì một cô em gái của nữ ca sĩ gốc Hàn. Ngọc Anh chia sẻ, lần đầu thấy chị Harry ở chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú, tôi lập tức ấn tượng chị bởi sự đáng yêu hồn nhiên và vô tư của chị ấy. Nhìn thấy chị ấy giây phút đầu tiên là thấy cưng rồi. Đến thời điểm này, tôi vẫn thấy sự yêu mến của mình không sai. Thời gian đầu tiên, biết tới chị Harry Won, tôi không liên hệ trực tiếp với chị ấy mà nhắn tin cho anh Tiến Đạt để hỏi lịch trình của chị. Anh Đạt có nói là ngày 13 tây tháng 10 2013 sắp tới, chị có ra Hà Nội làm MC cho chương trình MTV Wow. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Hôm đó, nhóm của chúng tôi gồm 10 bạn yêu mến chị Harry cùng đến địa điểm quay hình vì đã có thông báo trước, nên nhóm vừa mới thấy là chị ấy nhận ra ngay. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng chị Harry Won rất nhiệt tình thân thiện với cả nhóm. Cứ được nghỉ quay một chút là chị chạy ra chỗ tụi mình trò chuyện, có hiệu lệnh làm việc là chạy đi ngay. Quay xong, chị ấy còn nán lại nói chuyện với nhóm rất lâu. Hôm sau ngày 14 tây tháng 10, chị ấy rủ cả nhóm 10 đứa đi uống cà phê nói chuyện nữa. Sau đó, cả nhóm 10 đứa trở thành những thành viên đầu tiên của fan club Harry Won tại Hà Nội. Vì gia đình chị Harry Won ở xa nên mọi thành viên trong fan club đều giống như một người thân của chị ấy. Thân thiết quá nên Ngọc Anh và các fan ruột nắm rõ từng tật xấu của nữ ca sĩ gốc Hàn. Harry có một tật xấu là ham ăn. Nếu bị đói, chị ấy sẽ rất dễ cáu giận và không làm được việc gì hết. Biết thế nên mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi thường thủ sẵn những món ăn vặt mà Harry thích. Thú thật, thân thiết với Harry được 3 năm rồi, tôi chưa thấy chị ấy chê món ăn nào cả. Nhưng vì sợ béo nên Harry cũng không dám ăn nhiều. Harry Won vẫn được biết tới với hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ trung hồn nhiên. Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài của cô. Dõi theo chị thường xuyên nên chúng tôi biết và hiểu những vui buồn trong cuộc sống của Harry Won. Chị Harry là người thật thà, sống đạo đức, bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ, cười nói nhưng bên trong chị ấy lại rất nhạy cảm. Thế nhưng, Harry Won không phải là người thích kêu ca, chưa bao giờ chị ấy than vãn về khó khăn, về vất vả hay buồn chán. Có bất cứ chuyện gì, Harry đều cố tỏ ra bình thản, rồi âm thầm tự mình giải quyết. Chính vì thế, đôi khi chị ấy bị dồn nén rất nhiều. Nhưng lần gần nhất là họp fan tại Sài Gòn hồi đầu năm. Lúc đấy, chị Harry vừa phải trải qua khá nhiều scandal mệt mỏi, nên anh quản lý cũ của chị ấy đã bí mật lo cho tôi bay vào tham gia để tạo bất ngờ cho chị Harry. Khi chương trình bắt đầu, tôi cùng trưởng fan lớp Sài Gòn lên sân khấu hát bài Hạnh Phúc Mới. Chị ấy thấy tôi là khóc luôn. Bài hát kết thúc, thấy mọi người giơ tấm bảng có dòng chữ "Mạnh mẽ lên, chúng em luôn ở bên cạnh chị", thì chị ấy ôm chầm lấy tôi và cả hai chị em cùng bật khóc. Đó là lần đầu tiên chị Harry xúc động đến như vậy trước nhiều người. Chị ấy cảm động lắm, vì không ngờ sau bao nhiêu chuyện vẫn rất có nhiều người yêu mến và ủng hộ chị. Mặc dù rất yêu mến Harry Won, các fan của cô không vì thế mà ủng hộ thần tượng một cách mù quáng. Thú thật, dù là fan ruột lại thường xuyên chia sẻ, tâm sự, nhưng trước những ma trận scandal của Harry, tôi cũng không thể không có những sự hiểu lầm. Ban đầu, chúng tôi biết Harry chia tay anh Đạt, nhưng khi biết chuyện chị ấy yêu Trấn Thành, chúng tôi thực sự bất ngờ. Rồi sau đó, rất nhiều scandal ập xuống. Nếu nói, chúng tôi không quan tâm đến scandal, vẫn ủng hộ mọi việc làm của chị Harry là không đúng. Nhưng khi cảm thấy có gì đó không hợp lý, chúng tôi sẽ ngồi lại, suy nghĩ kỹ và nói chuyện thẳng thắn với chị Harry. Thêm cả những điều từng biết về chị ấy, chúng tôi vẫn tin vào con người của chị ấy, mọi hiểu lầm đều tan biến hết. Trước giờ, chúng tôi yêu mến chị Harry vì sự thẳng thắn chân thành và vô tư, thì đến bây giờ, trong mắt chúng tôi, chị ấy vẫn như thế. Không nhiều người biết rằng, Harry là người cực kỳ quan trọng chuyện giờ giấc. Ngay cả hẹn với fan, chị ấy cũng không bao giờ trễ hẹn, chứ nói gì chuyện công việc. Bản thân Harry cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc học và nói tiếng Việt. Chị ấy luôn cố gắng học hỏi mọi nơi, mọi lúc để phát âm rõ và chuẩn hơn. Hàng ngày, Harry luôn dành thời gian để học hát tiếng Việt, nghe những bài hát tiếng Việt và tập phát âm. Trước khi ra một bài hát mới, Harry phải tập hát ít nhất 1-2 tháng, sao cho hát rõ ràng nhất có thể, rồi mới trình làng. Nhưng vì trước đây, Harry học nói tiếng Việt với giọng nửa Nam nửa Bắc, bây giờ lại cố nói hẳn sang giọng Nam nên càng khó hơn và có nhiều từ không rõ khi phát âm. Chính vì thế,
Nói Harry cố tình nói lơ lớ để xây dựng hình ảnh là không đúng. Người ta chỉ có thể giả dối trong ngày 1, ngày 2, chứ không thể làm giả trong cả mấy năm trời được. Bên cạnh việc minh oan cho thần tượng, Ngọc Anh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những scandal liên quan đến chuyện tình cảm của Harry Won và Trấn Thành. Chuyện tình cảm thì khó nói đúng sai. Về chuyện yêu anh Trấn Thành, dù bất ngờ nhưng tôi và fan lúc vẫn ủng hộ Harry. Chị ấy đã 32 tuổi rồi, đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc cho mình. Dạo gần đây, chị Harry có phần không kiểm soát được tình cảm, nên thường xuyên bị bắt gặp có những hành động quá tình cảm với Trấn Thành ở nơi công cộng. Có lẽ bởi vì khi yêu chị ấy, yêu hết mình và thích thể hiện sự quan tâm với người mình yêu, nên đôi khi không thực sự tế nhị trong cách hành xử. Chúng tôi cũng mong rằng chị ấy sẽ kiểm soát hành động và cách thể hiện tình yêu của mình hơn một chút. Như vậy có lẽ sẽ tránh được những scandal không đáng có. Tất nhiên, để xảy ra những scandal như vậy, Harry cũng có một phần lỗi. Nhưng là con người, ai cũng có lúc sai lầm. Chỉ mong dư luận sẽ công tâm hơn trước những nỗ lực của Harry và không quá khắt khe với chị ấy. Ngọc Anh cho rằng công chúng đang bất công với Harry Won. Tôi có đọc qua những bài viết comment chỉ trích chị Harry và yêu cầu chị ấy về nước. Tất nhiên là chúng tôi đều rất buồn, nhưng rõ ràng mọi người đang không công bằng với chị ấy. Trước đây, ít có ai ghét Harry và càng không có phản ứng tiêu cực như vậy với chị ấy. Chỉ vì chuyện yêu đương mà thái độ và tình cảm của mọi người thay đổi hoàn toàn. Như vậy là quá bất công với Harry. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng Harry đủ thực lực để chinh phục khán giả. Nhưng ở thời điểm này, tôi có ý nghĩ hình như Harry không phù hợp với làng giải trí Việt vì sức ép quá nhiều mà chị ấy lại quá mỏng manh để có thể chống đỡ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!